Thưa quý vị, quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Bản tin cho biết Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không chế tài Thái tử Ả Rập Saudi. Tổng thống Donald Trump vào thứ Ba cho biết Hoa Kỳ sẽ không trừng phạt Thái tử Mohammed bin Salman và lúc này cũng không ngưng bán vũ khí cho Ả Rập Saudi vì đã sát hại ký giả Jamal Khashoggi. Tổng thống Donald Trump gọi vụ sát nhân diễn ra bên trong lãnh sự quán Saudi tại Istanbul là một tội ác kinh khủng mà Hoa Kỳ không tha thứ. Nhưng Ả Rập Saudi là một đồng minh lớn và nếu hủy hợp đồng bán vũ khí trị giá hàng tỷ Mỹ Kim thì chỉ có lợi cho Trung Quốc và Nga. Hai quốc gia này sẽ lấy làm vui mừng để nhảy vào thay thế. Được Tòa Bạch Ốc thông báo trước khi Tổng thống về Florida để nghỉ lễ tạ ơn, quyết định của Tổng thống Trump gây thất vọng và tức giận những người chỉ trích, trong đó có Thượng viện Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Sen Dianne Feinstein đã lên án quyết định này. Theo Tổng thống Trump thì Hoa Kỳ dự tính vẫn là một đối tác vững chắc với Ả Rập Saudi để bảo đảm lợi ích của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là trên hết mà Tổng thống đã nhấn mạnh. Tổng thống Trump cũng biết một số các nhà lập pháp tại Quốc hội sẽ bất đồng với quyết định này. Ông sẵn sàng lắng nghe ý kiến, nhưng chỉ khi họ tập trung vào an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tiểu bang Massachusetts bắt đầu bán cần sa để giải trí. Vào ngày thứ Ba, Massachusetts đã trở thành tiểu bang đầu tiên ở duyên hải miền Đông cho phép bán cần sa giải trí. Hàng chục triệu người tiêu thụ có thể mua cần sa, trong số đó có những người từ thành phố New York có thể lái đến một tiệm bán cần sa cách 3 giờ lái xe. Thành phố Northampton là nơi đang có một trong hai cửa tiệm mở cửa đầu tiên tại Massachusetts. Nhằm đánh dấu thời điểm quan trọng này, ông thị trưởng David đã là người xếp hàng đầu tiên bên ngoài tiệm vào sáng thứ Ba. Ông muốn tiếp đón cần sa giải trí hợp pháp với tư cách là thị trưởng thành phố và là khách hàng danh dự đầu tiên. Ông Nakotwick nói với đài CBS News rằng ông thấy có rất nhiều điều để nói liên quan đến sự việc cần sa được đưa ra khỏi bóng tối. Khi được hỏi việc ông mua cần sa chỉ có tính cách nghi lễ hay là mua về dùng, thì thị trưởng có nói lẽ ra ông sẽ cất giữ và trưng bày lượng cần sa đó vì nó có ý nghĩa lịch sử. Theo luật của tiểu bang Massachusetts, các tiệm bán lẻ có thể bán cho mỗi khách hàng không quá một ounce hoa cần sa, thưa quý vị. Bà Obama kiếm được 65 triệu Mỹ Kim nhờ viết sách. Cuốn tự truyện có tên Becoming của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 11 và tại các nước Úc, Ireland, Nam Phi, Anh, Ấn Độ và New Zealand. Cuốn sách giúp cho bà Obama thu về 65 triệu Mỹ Kim tiền bản quyền cùng số tiền đến từ thu quảng bá sách và bán các vật đồ vật có liên quan. Cựu đệ nhất phu nhân đang có chuyến tour đến 10 thành phố Hoa Kỳ để quảng bá cho cuốn tự truyện của mình. Giá vé tham dự buổi giới thiệu sách tại thành phố Chicago là 29 Mỹ Kim và 20.000 vé đã được bán hết chỉ trong vòng 5 phút. Và ngoài ra, Obama còn bán 25 mặt hàng khác nhau có liên quan tới cuốn sách như là áo thun, ly nước giá 20 Mỹ Kim cho một ly hay đèn cầy giá 35 Mỹ Kim. Ngoài kiếm tiền từ việc viết sách, Obama hiện là một diễn giả cho các tập đoàn lớn và tổ chức phi lợi nhuận với mức tiền công khoảng 225.000 Mỹ Kim cho mỗi lần xuất hiện. Theo dự đoán, cuốn tự truyện Becoming có thể trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất toàn cầu. Trong cuốn sách, Obama đã tiết lộ về cuộc sống cá nhân, những khó khăn sau khi kết hôn, những câu chuyện chính trị trong 8 năm ở vị trí đệ nhất phu nhân. Bầu cử lần thứ nhì tại Mississippi cho chức vụ thượng nghị sĩ liên bang. Một lời nói của một thượng nghị sĩ da trắng về treo cổ đã tạo náo động cho cuộc bầu cử lần thứ nhì tại Mississippi, thúc đẩy hy vọng của bên Dân Chủ có thể tạo một sự xáo trộn trong tiểu bang, vốn là thành trì của bảo thủ với một lịch sử xấu xa của bạo động sắc tộc. Cuộc bầu cử lần thứ nhì cho chức vụ thượng nghị sĩ liên bang giữa bà Cindy được chỉ định vào chức vụ này và ứng cử viên Mike Epps bên đảng Dân Chủ, một cựu dân biểu liên bang và cựu bộ trưởng canh nông Hoa Kỳ, sẽ thách thức sức mạnh của lá phiếu da đen và khả năng sinh tồn của đảng Dân Chủ trong một vùng mà đảng Cộng Hòa đã chế ngự từ nhiều thập niên. Cuộc bầu cử lần thứ nhì vào ngày 27 tháng 11 sẽ kết thúc một chu kỳ bầu cử kéo dài bởi đếm lại và những cuộc bầu cử quá khít khao. Kết quả tại Mississippi sẽ không ảnh hưởng đến thăng bằng quyền lực ở Quốc hội, nơi bên Cộng Hòa đã có đa số ở Thượng viện, ngay cả nếu bà Hyde Smith thất cử và bên Dân Chủ đã nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết các món kỷ vật của vợ chồng cố danh ca Frank và Barbara Sinatra được mang ra bán đấu giá. Nhiều món kỷ vật đắt tiền đến từ bộ sưu tập cá nhân của vợ chồng cố danh ca Frank và bà Barbara Sinatra hiện đang sắp sửa được mang ra bán đấu giá, trong đó bao gồm những kiệt tác hội họa, đồ trang trí nội thất và các món nữ trang. Nổi bật nhất trong số những món đồ đã được triển lãm ở thành phố Los Angeles là chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương nặng gần 20.5 carat mà danh ca Frank Sinatra từng mua tặng bà Barbara.
Barbara Sinatra là người vợ thứ tư của Frank Sinatra. Bà Barbara Sinatra có tên thật là Barbara Blakely, từng làm nghề người mẫu và vũ công ở Vegas. Họ kết hôn vào năm 1976 và đã chung sống với nhau suốt 22 năm cho đến khi mà Frank qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim vào năm 1998, hưởng thọ 82 tuổi. Phiên bán đấu giá mang chủ đề The Lady Blue Eyes, Property of Barbara and Frank Sinatra sẽ được công ty Sotheby's tổ chức tại thành phố New York vào ngày 6 tháng 12 sắp tới. Thêm 16 trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh lạ với các triệu chứng giống như bệnh bại liệt polio. Đã có thêm 16 trẻ em cư ngụ trên toàn cầu Hoa Kỳ được chẩn đoán mắc phải hội chứng viêm và nhược cơ cấp tính, có tên y khoa đó là Acute Flaccid Myelitis, tức AFM. Bệnh này ảnh hưởng tới cột sống khiến cho các cơ bắp và phản ứng ngừng hoạt động với những triệu chứng tương đồng như bệnh bại liệt hay còn gọi là polio. Riêng tại tiểu bang Texas, nơi này đã ghi nhận gần 20 trường hợp mắc phải hội chứng viêm nhược cơ cấp tính AFM, cao hơn gấp 3 lần so với năm 2017. Ngoài tiểu bang Texas, còn có 24 tiểu bang khác của Hoa Kỳ đối mặt với dịch bệnh này, nâng tổng trường hợp ngã bệnh trên toàn quốc lên mức 106 người. Bệnh có thể lây qua đường vi khuẩn hoặc virus và hiện vẫn chưa có thuốc điều trị hay phòng ngừa. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.